Minh đâu cô? Minh kìa. Đâu ạ? À? Cháu vào chào em cái. Cô và em thì là Việt kiều ở bên Campuchia và sau hành chúng mình thì đây cậu ở đây ha. Dạ, bác chào cô. Nha chụp hình cái, cười cái. Sáng giờ buôn bán được nhiều chưa? Bán được nhiều rồi anh. 100 vé. 100 vé giờ còn chút nữa. Nhà té. Ồ, đợt này nhìn thấy cái da cái thịt thơm này. Không, đi ra ngoài đen thui. Không, ăn trắng bây giờ em đen rồi. Bây giờ đen rồi đó. Bây giờ cuộc sống hai mẹ con ổn chưa? Ổn, cô bán với số một ngày cũng kiếm tiền được. Bây giờ cô bán được bao nhiêu tờ nè? Dạ, cô bán 100 tờ. 150, chú bảy, chú nhật. Mình đang nghe dọn đất này, nói chuyện xíu nha cô. Dạ, dạ, đi, đi con. Đi. Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại chùa Đạo Tràng, Bồ Đề. Ngay tại thành phố Châu Đốc. Và bây giờ thì hôm nay gần như là 2 tháng rồi mình quay trở lại thăm hai mẹ con. Cô Thu với bạn Minh. Hai bạn này là ở hai mẹ con ở bên Campuchia. Còn nhiều không? Còn có một chút. Còn chút nữa hết rồi. Qua đi. Không ơi, kéo kéo dịch ra chỗ này cũng được kìa. Đây. Kéo đi. Đợt này thấy hai mẹ con đều tươi trẻ, đều lúc nào cũng chơi được có nụ cười này. Cô sáng ăn gì rồi đấy? Cái này là xôi này của cái cô đó cho mới đó. Xôi à? Dạ. Thế là cô ăn chưa? Cô ăn rồi. Mình ăn xôi chưa? Ăn cháo lòng. Vui lắm. Con thấy bên nào mập mạp hồng hào luôn. Ăn không ăn nó thấy máu rồi nó giặt con chết. Ăn nó con chống mặt hoài rồi cô. Hôm trước thì con nghe cô nói là cô có cái ước mơ là mua một cái xe nước mía. Rồi cô bán nước mía. Dạ. Rồi sau đó sao lại không xe nước mía nữa, bây giờ ra đây bán với số. Không có ai cô tiếp. Cô thấy nhưng mà bán cần biết lắm. Có được hay không được. Rồi thôi bây giờ cô nhưng mà gần gũi thì mình hơn. Thành ra cô bán ở vậy nè bán với số. Vừa tiếp xúc với thằng Minh nè mà bán nước mía chưa biết nó bán được hay không được. Thôi bây giờ tạm thời là cô kiếm sống được cái này cô cứ sống đi. Ban đầu hai người em với mẹ là nói với nhau là không biết làm cái gì cho, bây giờ cho làm cái gì nè, cũng khó hết á. Trai đó. Rồi cái mới đi. Kêu mẹ em bán được nào rồi bán số rồi. lấy 100 tờ giấy số đi ra bán thử. Cái bán thử ban đầu để vòng vòng Bồ Đề người ta đâu có mua đâu, đâu có từng đi bán đâu. Cái vô đây nè, cái cô đằng bển á, cô chỉ vô đây, em mới vô đây. Bắt đầu là em mới bán được luôn. Bây giờ quen hết đó, thành ra cô bán ở đây tạm thời, ở đây ai cũng biết em hết đó. Người ta thấy em như vậy nè, người ta giúp đỡ, người ta tiếp thu cho em. Thì cô bán tới đúng giờ cô về ngồi lâu, Minh ngồi lâu đâu có được, con cũng biết sẵn rồi. Thành ra bây giờ cuộc sống cô cũng tạm thời ổn định, cơm cũng có ăn. Bạn bè cô nó gặp đó. Nó cũng có giúp đỡ cho cô như là nó cho cô gạo có đứa bạn cho tiền tới đây bạn cô cũng cho dạ, tiền cô đồng mỗi một cô bạn á mỗi cô đứng bán luôn cô luôn là nó lại nó kiếm cô à do lúc nào nó cho cô tiền nó cho cô năm trăm ngàn vậy đó con ra cô cũng sống tạm thời được cô cũng có tiền đóng tiền nhà tiền điện nước cũng lo tả lót rồi cho Minh này nọ hút men rồi có cái cô đó cũng cho cô tiền cho cô 4 triệu cũng cho cô 4 triệu cổ nói cổ thấy hoàn cảnh Minh vậy nè cũng cho cổ cũng nhìn thấy Minh nhất Minh dọn nó bị cái gì cô cũng lại cõi hết trơn nó nghe nghe Minh cũng có gì cảm ơn cô. Cái cô thiệt ra thiệt sự là hai mẹ con là hồi xưa là ở Campuchia rất là khó. Dạ. Rồi đến lúc khi mà về Việt Nam á, lúc đầu thì tụi con cũng khá là lo lắng câu chuyện là có biết ổn định cuộc sống hay không. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì đến thăm thì thấy tươm tắt hơn so với những cái nhưng mà không được như kỳ vọng nhưng mà tương đối ổn hơn. Dạ. Điều mà con cảm nhận đó là hai mẹ con sống á thấy hạnh phúc hơn đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mà có một cái điều nữa là nếu mà mọi người không hiểu rõ câu chuyện của hai mẹ con ấy, thì không nghĩ rằng là Minh đã từng như thế nào, cô đã từng như thế nào thì có khi nào mọi người nghĩ là hai mẹ con không khó khăn không? Người ta nhìn vô cô cũng không biết đánh giá cao nhưng mà cuộc sống bây giờ hiện tại bây giờ cũng là tốt lắm rồi cũng cảm ơn Phong và các con như cũng
mạnh thường quân, mấy mạnh thường quân giúp đỡ những cái nhà hảo tâm á, người ta cũng giúp cô á. Anh mua mỗi ngày giúp á. Anh bán đồ anh bán đồ ngoài này nè, rồi cứ vợ luôn lại á. Cái anh nhất cái tay giúp mình mỗi ngày, cô thấy mỗi ngày á. Cảm ơn anh. Cô không ăn á, cô không ăn à, cô nằm luôn á. Nhưng mà nếu mà cô so lại cuộc sống của mình hồi ở bên Campuchia với cuộc sống bây giờ thì cô thấy là hơn bao nhiêu là phần đỡ lắm rồi. Con hỏi mình thì mình đã nói cho con nghe. Đúng là ở Campuchia thì chỉ làm một mình mẹ khó lắm, nên về đây thì bây giờ em với mẹ bán một ngày nhà nửa một ngày là hết rồi. Cái về nhà được nằm nghỉ rồi ăn uống đầy đủ rồi có thời gian nhiều để mình nghỉ ngơi rồi đó, rồi vui vẻ với qua ngày vậy đó. Nhưng mà mình cảm nhận là cái tình cảm của người Việt đối với người Việt gặp khó khăn như thế nào? Dạ, rất là giúp đỡ cho những người giống như là nghèo khổ. Cho nên người Việt mình có lòng lắm, tốt hơn ở Campuchia nhiều. Ở Campuchia tiên người ta thương, người ta tội nghiệp mình, người ta giúp mình một ngày thôi chứ không ai giúp mình hoài đâu. Và trung bình một ngày như vậy thì cô bán được khoảng 200 tờ vé số không cô? Dạ, như ngày thứ bảy chủ nhật thì cô bán nhiều nha. 150, 200. Còn ngày bình thường thì 100 tờ không lên. 100 hả cô? 100 hoặc là có khi cô bán cũng còn mấy vé, rồi nhờ mấy người quen á đi trên cái đường đi. Thì có một ở chỗ cái cầu á, có một cái anh đó là sửa xe Honda, mỗi lần Minh mà còn chừng 5-10 vé là tôi mua hết. Tôi nghe đi bạn cô. Bạn của cô á, học cùng lớp á, nó lại nó thấy cô đây nè, mỗi một người tiếp cho cô, lại thăm cho cô 500, có người bạn bán thuốc tây ngoài này nè, nó kêu cô lại, nó cho cô 10 ký gạo, tiệm thuốc tây Bạch Đằng ngoài này nè, rồi nhỏ bạn học chung lớp á, nó mua đồ ăn đồ vô cho một bên, đồ ăn có mỗi ngày, có cái cô đó cũng mua hoài, mỗi ngày đều có chứ, nó ngay cộng đồng Việt Nam cũng tốt lắm. Cô về đây rất là vui vẻ, không có gì đâu con, cô sống được. Cũng cảm ơn mấy đứa hướng dẫn lúc đầu á, lúc đầu ra bán cô cũng khổ, cô không biết đường, cô đi vòng vòng đi không, rồi, ai mua hết luôn. Không ai mua, không biết sao cái cô kia cô chỉ, cô nói thôi đi vô đây bán đi, cái cô đi vô rồi bán được tới giờ luôn. Bây giờ cô cũng bán bình thường một ngày vậy đó, mà em nó ngồi đâu được lâu, ngồi lâu là nó đỏ đít. Em ngồi chỉ tiêu chuẩn là 3-4 tiếng. Tiêu chuẩn á, mấy tiếng hồi là các em mới về nhà em nằm nghỉ. Nó mệt quá là để xuống là nó nằm. Nhiều khi buổi trưa thì hơi nóng quá em lên chùa. Nóng quá chạy lên chùa. Nhưng mà gần đây thì mọi người có đi vật lý trị liệu không ạ? Có, mỗi ngày mà vật lý trị liệu. Và thấy tay chân nó có đỡ không chưa cô? Đỡ, khỏe cho mình. Có cô Quỳnh ở bên Mỹ á, cô Phạm Thị Thích á, cô đó đó. Cô hỏi mình hôm rày con có tập vật lý trị liệu không? Mình nói không cô ơi, con đi bán vé số, con mất tiền, con nghỉ rồi. Cái chồng của cổ đứng ở đó, cái chồng cổ nói con đi tập lại đi, chú cho con một tháng chú gửi cho con 100 đô thì, là tiền tập đó nha. Thì mình kêu ông thầy tập lại. Đó là mỗi tháng chú đó cho 100. Chú nói mỗi tháng chồng cô thích đó nha. Nói mỗi tháng để cho mình chồng. Tập một ngày 50.000 lận. Thì em bán 100 tờ, 120 tờ gì sao mà lo được. Lấy 90 thì mình bán được 100. Thì tập 50 ngàn một buổi gì hết rồi. Thành ra chồng của cô Thức á, nói thôi con tập đi, chú cho con tháng 100 đô đó. Ở dạo này Minh ở đây có nhiều bạn chưa? Có, em có bạn nhiều rồi. Sai à. Giờ quen rồi. Cầm giúp em cái máy đi, em mua ủng hộ. Còn bao nhiêu tờ trong này? Còn mấy chục tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 35, 38, 39, 40, 2, 4, 50 tờ. Dạ. 52, 54, 56, 58. Con cáo gì mình giỏi. 60, 62, 6, 73 tờ.
Không phòng. Mới luôn nha. Bữa nay anh Phong, anh Phong mua giúp cho mình đấy. Em qua chúng nữa, 37 với 62 bữa hổm nữa. Ngày mấy ngày em qua, con biết không? Em qua nó bán chúng được 37 50 giá. Dạ. Em với anh Lê Nguyễn á rất là sợ cái việc là trúng số độc đắc, tại vì rất là nhiều người mà mình đã từng chứng kiến rồi trúng số độc đắc 69 người nhưng mà mua ví dụ có trúng thì lấy cái tiền này đi làm phước thôi, chờ hết gửi luôn nha. Cảm ơn Phong à. Cảm ơn Phong. Bây giờ hôm nay mấy đứa đi đâu ghé rồi cô? Bữa nay tụi con ở dưới Phú Tân á, tụi con chạy lên này. Bữa nay vắng Huy đâu? Huy thì hôm nay có việc cho nên không đi chung với tụi con được. Huy chuẩn bị cưới vợ rồi cô. Vậy hả? Bao giờ cưới vợ cô mới Minh lên nha. Điều nào Phong với Huy mà có gia đình. Phong thì không cưới, Phong thì không cưới vợ. Vâng. Còn Huy thì vậy thôi. Con. Đây là chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Nằm ngay trước chợ Châu Đốc. Nếu mà mọi người có đến ngôi chùa này mà thắp hương hay là cúng bái có thể ghé mua ủng hộ cho hai mẹ con. Cái tờ vé số. Ở chùa này thì nghe đâu nó có xá lợi Phật đúng không ạ? Đúng rồi. Có thể kể cho mọi người biết là cái ngôi chùa này như thế nào được Minh? Không biết. Cô rành không? Minh thì không rành, cô thì... Cô cũng không rành. Không rành, nhưng mà bây giờ cô có biết. Thể nói như vậy. Yeah. Cô sinh ra cũng ở đây. Cô lớn lên là cô đã biết cái chỗ này rồi. Là cô đi ra đi chơi hồi lúc còn nhỏ. Rồi lớn lên cô học cũng còn ở đây. Nhưng sau thời gian sau cô đi Campuchia cô không biết luôn tới bây giờ. Thành ra bây giờ cô cũng không rành luôn. Cho gặp đây nè, vô đây một chút, cho gặp một chút. Cho gặp một chút đi. Mở mặt ra cho coi. Trời đất. Anh này là thường á. Nè là ngày lần đầu tiên. Em đi bán với số, em vô trong đây nè. Anh lần đầu tiên là giúp cho em 200 ngàn. Nên em chưa biết cái gì hết luôn là em. Không, cô nhờ chú ngày đầu tiên là ung đúc trên thằng hai mẹ con ở ngoài đó là cho Minh ngày đầu tiên là 200 ngàn. Và bữa nay tặng cái nón. Tặng cái nón. Rồi, tại vì cái tên anh này nè, bây giờ anh này ở Châu Đốc luôn hả? Ở Châu Đốc luôn. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Bây giờ gì nào, hôm nay mấy đứa đi đâu không biết, cô có không rành nhưng mà tới thăm cô gì cô mừng lắm. Cô cũng cảm ơn mấy đứa nha. Yeah. Nói với Quy luôn. Yeah. Rồi Nghĩa luôn nha, Nghĩa. Yeah. Em này là mới nè, thành ra cô không biết. Thôi thì bây giờ cô cũng cho cô Tư mới biết nguồn gốc cây bồ đề này rất nhiều. Thôi được rồi, chúc hai mẹ con sức khỏe, mua mây bán đất. Hôm nào có dịp về lại Châu Đốc thì tụi con sẽ ghé thăm. Dạ. Bây giờ con biết cô bán đây, mai muốn con ghé thăm cô nha. Xin cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân như là ở trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho con. Rồi cảm ơn bà con cô bán anh chị đã tới mua vé số con ở Châu Đốc này rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Rồi tạm biệt Minh ha. Cô cũng cảm ơn mấy Mạnh Thường Quân giúp đỡ cô từ đó tới giờ. Thôi giờ thành thật cảm ơn. Vâng. Cảm ơn. Chúc hai mẹ con luôn sống vui vẻ và lạc quan. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Thôi con xin phép nha. Dạ. Bye con. Bye. Cảm ơn anh nha.